Ôi hôm nay trời mưa nhưng mà vẫn niềm vui vẫn dạt dào khi mà anh Phương được đón các chú các bác, toàn những các bác các chú lớn tuổi thôi, tầm 6-70. Hôm nay thì có hai đoàn khách đến từ thành phố Hà Nội, có một đoàn khách nữa phải nói rất đặc biệt, đó là đến từ Lâm Đồng. Hàng đã được lên xe rồi. Bộ Lâm Đồng này thì đẳng cấp luôn. Hello bác Tấn. Lâm Đồng đấy. Bắt tay bác Lâm Đồng cái này. Đấy. Tháng thu nhập có toàn chục tỷ thôi. Còn đây là các chú các cô đến từ Hà Nội. Đấy, ngon. Đang lên một bộ khoảng hơn 80 triệu. Mời các bác hãy cùng chiêm ngưỡng và cùng chúc mừng cho chú Bắc Tấn là một trong những đại gia ở Lâm Đồng. Ngày hôm nay thì đã có mặt tại trung tâm lịch sử Hành Phương từ lúc 5 giờ sáng. Bác nói rằng là bác đã đi xe vượt tới 1.460 km về với trung tâm lịch sử Hành Phương để sắm một bộ dàn karaoke rất là đẳng cấp. Bởi vì là bác bảo là cái đồ này ở trong đấy nó không có. Mấy này thực ra là muốn đến với anh Phương để vừa giao lưu cũng như là vừa trải nghiệm, rồi là cùng sắm một bộ dàn âm thanh để vừa chơi và trưng bày. Bác định sắm một đôi loa đời thật cao và nó lại còn lộ bát, lộ chung, lộ chép nữa để bác gọi là chơi vừa ngắm. Thì bác đã lựa chọn cho mình một cái phân khúc rất là cao cấp, đó là dòng JBL 738 với cấu hình một bát 50 neo và một trung neo và một chép neo, kết hợp với đó là một bộ cấu hình âm thanh rất là cao cấp. Bộ này thì nói bán lại là nhìn đã phê chứ chưa nói rằng chơi. Một con đẩy crown 5000 VZ, con đẩy này thì với công suất 1300W một kênh thì đánh thoải mái với bộ dàn này. Với này một đôi 738 đẹp xuất sắc như mới, vừa chơi vừa trưng bày các bác nhìn nó sáng choang và trong veo cả một góc nhà luôn các bác. Trông nó đồ sộ, nó nguy nga như một cái kiệt tác của hãng JBL. Những bác mà chơi đến cái dòng này là đều là những bác mà có điều kiện và có cái đam mê vượt bậc. Cái đam mê này thực ra là không có cái gì để tả nổi và không có gì để trả lời cái câu hỏi là tại sao cái ông Tấn này ông này chạy đến 1.600-460 mấy cây để về với anh Phương. Thì chắc chỉ có cái đam mê. Cái này thì theo anh Phương nếu mà nếu mà để cải thiện cái máu mê này thì chỉ có thay máu. Thay máu thì còn nếu mà không thay máu thì còn nghiện nữa. Và dàn máy ngày hôm nay thì kết hợp với nó là một con vang AP đời cao nhất của AP và nó là một cái mã vang cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Đây là chân dung của đại gia đấy. Một tháng thì như bác nói rằng là một tháng thì lanh quanh đâu đó thì cứ bút két tầm khoảng 200-300 triệu là chuyện thường. Thế còn nếu mà được mùa, ví dụ như mùa cà phê, mới mùa nhất là mùa cái bây giờ là cái mùa gì nhỉ, cái quả sầu riêng ấy, là một năm cứ lanh quanh đâu đó thì đút vào được ngân hàng thì khoảng 8 tỷ. Kinh khủng luôn, không ai nghĩ rằng là một đại gia vùng Lâm Đồng xa xôi mà lại có được cái nguồn tài chính rất là tốt như vậy. Đấy. Đi về với anh Phương thì sắm thì không nói tóm lại là không quan tâm đến hàng, nó là hàng gì cứ hàng cao nhất. Vang thì đời AP cao nhất rồi, đẩy rào cao nhất rồi. Thế xong bắt đầu này mic cũng là mic AP cao cấp nhất rồi, quản lý nguồn của hãng DB102 Pro, mic M8 25 mã là đời cao rồi. Sau đó là kết hợp với một con lọc Fuller 777 nữa. Đấy, chơi những cái dòng này đẳng cấp luôn. Cái bộ này nó đâu đó tiêu hết của bác có hơn 100 một tí. 100 một tí là chúng ta đã có một bộ karaoke rất là hay. Bây giờ mời các bác hãy cùng chúc mừng cũng như là cùng lắng nghe cái dòng ca của bác đến từ Lâm Đồng. Và một lần nữa thì thay mặt trung tâm điện tử Hành Phương xin cảm ơn tới tất cả các bác, các chú đã đến với trung tâm điện tử Hành Phương trong ngày hôm nay. Và những bác nào một lần đầu tiên theo dõi kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất. Xin cảm ơn và chúc bác Tấn luôn vui khỏe. Xin chào tạm biệt ạ. Ta vui.